Đây là khóa học 365 bài đọc viết đừng quên mọi chủ đề, luyện kỹ năng chống liệt tiếng Anh phần đọc hiệu của website, đồng thời là kênh YouTube bài giải đóng rồi.com. Có từng học video này là ai? Là các bạn sinh lớp 10, 11, 12 đang ôn thi đại học trung học phổ thông quốc gia, muốn cải thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, chống liệt tiếng Anh học thi bằng online trực tuyến. Lưu ý rằng video này chỉ là phần bài tập hỗ trợ mà thôi, bài giảng về chi tiết và phương thức sâu hơn không xuất hiện trong này. Các bước học như sau. Đầu tiên nha, bạn hãy xem video ghi từ mới và các cụm từ mới như đã được giới hạn vào tập. Đó toàn là những từ và cụm từ thông dụng nhất mà bạn thường hay thấy trong các bài tập listening đọc hiểu trong kỳ thi đại học trung học phổ thông quốc gia mà thôi. Rồi bước thứ hai nè, bạn hãy tự tra nghĩa, dịch nghĩa từ và cụm từ này vào tập. Từ nào không biết mình đoán nghĩa, mình sẽ đoán dựa vào cái ngữ cảnh trong đoạn văn đầy đủ mà thầy đã cho ở đầu video ấy. Đoán sai cũng được nha, không thành vấn đề. Quan trọng là mình phải luyện được kỹ năng đoán từ trong tình huống. Khi mình đi thi tập thì bạn sẽ không được sử dụng từ điển smartphone hay bất kỳ cái công cụ hỗ trợ nào khác để giúp bạn tra từ, đúng không nào? Và chỉ cách duy nhất là mình đoán từ thôi. Đoán từ mới là một kỹ năng thường trao dồi và luyện tập. Còn đoán từ như thế nào cho hiệu quả thì thầy sẽ có một series video riêng dành cho phần này. Trong video listing 365 bài đọc chống liệt tiếng Anh phần đọc hiểu này, thầy sẽ không bằng sau vào nha. Tóm lại, kỹ năng đoán từ mới là một kỹ năng mà sẽ tái sử dụng gấp tỷ lần trong kỳ thi thật, mỗi kỳ thi tiếng Anh luôn. Cho nên bây giờ mình luyện dần dần là vừa đó nha. Rồi sau đó các bạn sẽ xem tiếp video và sẽ thấy cái phần dịch nghĩa cho các từ và cụm từ mà bạn đã tự dịch đó ở phút 2 đó, thì thầy đã làm sẵn trơn cho các bạn rồi, các bạn chỉ việc chữa vào thôi. Và cuối cùng, phần câu hỏi reading của bài đọc thì sẽ được chữa chi tiết và phân tích sâu hơn những cấu trúc, những cái điểm ngữ pháp nâng cao kia trong bài đọc xuất hiện ở trong offline nhà thầy. Ok, xong rồi đó. Hãy nhớ nha, khóa học 365 bài đọc reading của mọi chủ đề luyện kỹ năng chống liệt tiếng Anh trong đọc hiểu của thầy, website đồng thời là kênh YouTube và giải đánh lùi chúng cơm này nhằm mục tiêu giúp cho bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh theo chủ đề một cách đáng kể trên mọi lĩnh vực thông dụng nhất khi mình thi đại học trung học phổ thông quốc gia, như là các từ vựng chủ đề học tập, từ vựng chủ đề khoa học, từ vựng chủ đề sức khỏe, từ vựng chủ đề kinh tế, từ vựng chủ đề môi trường, từ vựng chủ đề nông nghiệp, từ vựng chủ đề nghệ thuật, từ vựng chủ đề xã hội, từ vựng chủ đề cảm xúc, từ vựng chủ đề y tế, vân vân và mày mày cực kỳ nhiều luôn. Và tóm lại 365 bài đọc viết tiền nhiều như vậy, nó đã full được mọi chủ đề rồi đó, đảm bảo chống liệt tiếng Anh phần đọc hiểu cho bạn. Quan trọng là bạn có nỗ lực hết những chữ mà thầy cho các bạn học không mà thôi. Với những bạn chăm học và biết cầu tiến, muốn học thêm từ vựng thông dụng thường xuất hiện nữa trong các bài đọc, thì bạn có thể học theo từng chủ đề riêng rẽ trong các danh sách phát bài đọc viết liền theo chủ đề mà thầy đặt trên trang chủ của kênh YouTube và dịch rồi sẽ gồm. Và mỗi danh sách phát trên trang chủ này sẽ gồm ít nhất 100 bài đọc với từng chủ đề, với hàng nghìn từ vựng cho bạn học hỏi, cho bạn nâng cao một cách rõ rệt vốn từ của bạn. Các bài đọc viết liền chống liệt tiếng Anh phần đọc hiểu này sẽ không trùng lặp nhau, dù là khóa học 365 bài đọc này hay là vài trăm bài đọc theo chủ đề riêng rẽ ngoài kia thì cũng sẽ không trùng lặp nhau. Ok, mọi thứ đã dọn sẵn cho các bạn hết rồi, mình chỉ việc cầm đũa muỗng lên ăn mà thôi, đúng không nào? Thôi, các bạn phải học tốt nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của thầy.